Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Bà Kamala Harris chửi thề khi khuyên nhủ giới trẻ Mỹ gốc Á. Phó Tổng thống Kamala Harris chửi thề khi khuyên nhủ giới trẻ Mỹ gốc châu Á, người Hawaii bản địa và người Pacific Islander cách phá vỡ rào cản. Sự việc xảy ra hôm thứ Hai 13 tháng 5 khi bà Harris đang dự buổi nói chuyện ở Washington, DC do diễn viên Jimmy Yang điều hợp ông giang hỏi bà harris làm phó tổng thống gốc á châu đầu tiên của mỹ có ý nghĩa như thế nào và gốc gác đó ảnh hưởng ra sao tới quan điểm và vai trò lãnh đạo của bà mẹ của bà harris là người ấn độ còn cha bà là người jamaica và bà cũng là nữ phó tổng thống mỹ đầu tiên bà harris trả lời rất dài khuyên giới trẻ tham dự buổi nói chuyện cứ ngẩng cao đầu khi tới những nơi không ai khác nhìn giống như họ rồi bà thêm, chúng ta phải biết đôi khi người ta mở cửa cho mình, đôi khi họ không mở, và lúc đó chúng ta phải đá sập cái cửa đó. Lúc này, bà Kamala chêm từ F word vào, cử tọa vừa vỗ tay vừa la hò. Bà Harris cũng cười và nói, xin lỗi, đã nói bậy. Chửi thề trong chính trị không phải bất thường. Cuối tuần qua khi vận động tranh cử, cựu tổng thống Trump dẫn đầu cử tòa hét lớn SHIT để lên án phiên tòa ở New York đang xét xử. Vụ ông chi tiền bịt miệng cô đào phim người lớn Swami Daniels. Thời ông Joe Biden làm Phó tổng thống, người ta nghe thấy ông nói với ông Barack Obama tổng thống lúc đó rằng đạo luật chăm sóc sức khỏe mới được thông qua là quan trọng lắm nhưng cũng kèm theo tiếng chửi thề nhìn chung phó tổng thống harris tránh dùng từ tục tiểu khi xuất hiện trước công chúng bà harris phát biểu như trên trong buổi nói chuyện tại hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo lập pháp thường niên của viện asian pacific american institute for congressional studies buổi nói chuyện được livestream trên trang web tòa bạch ốc Hôm thứ Ba, Tòa Bạch Ốc Biện Minh cho Phó Tổng thống Harris cho hay lúc đó bà đang nói sôi nổi. Bà luôn sôi nổi đối với những việc bà tranh đấu. Bà ấy là vậy. Tôi, mà tôi nghĩ khi trình bày vấn đề, diễn giả phải sôi nổi. Bà Corinne Jean-Pierre, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho biết trong buổi họp báo vào hôm thứ Ba, nêu ví dụ là bà Harris sôi nổi tranh đấu cho quyền phá thai. Cựu thủy quân lục chiến New Jersey bị buộc tội đe dọa giết người da trắng và giả súng hàng loạt một cựu thủy quân lục chiến đến từ New Jersey đã bị bắt mới đây và bị cáo buộc về tội đe dọa giết người da trắng và thực hiện vụ xả súng hàng loạt. Các công tố viên liên bang cho biết Joshua Cope, 23 tuổi, ở Tentron, đã viết trên mạng xã hội trước khi gia nhập vào thủy quân lục chiến rằng tôi muốn gây ra tình trạng hỗn loạn ở trong cộng đồng người da trắng và tôi muốn xóa bỏ họ. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ phụ trách quận hạt New Jersey cho biết anh ta tiếp tục nói rằng anh ta muốn thực hiện một vụ cặp một loạt các vụ xả súng và còn nói rằng kể từ hôm nay tôi đã chính thức bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc tấn công của mình. Các luật sư đại diện cho Cope đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Theo đơn kiện hình sự, Cope gia nhập vào thủy quân lục chiến và tham gia khóa huấn luyện cơ bản ở Nam Carolina từ tháng 6 đến tháng 10 năm ngoái. Người này tự nhận mình là da đen trong các bài đăng trực tuyến anh này còn đề cập đến cái mà anh ấy gọi là cuộc đấu tranh của những chàng trai trẻ ở Mỹ, đặc biệt là những người da đen và xuất thân nghèo khó như là Cope. Được FBI phỏng vấn ở tại căn cứ thủy quân lục chiến ở California, cốp thừa nhận các tài khoản trên mạng xã hội là của anh ta và nói với các đặc vụ rằng anh ta tiếp tục có ý tưởng giết người. Cô đào Stormy Daniel mặc áo chống đạn tới phiên tòa xét xử ông Trump Luật sư của cô Daniel nói thân chủ mặc áo chống đạn khi tới làm chứng cho phiên tòa chống lại cựu tổng thống Trump ở Manhattan. Clark Brewster, luật sư của cô Stormy nói, cô ấy lo ngại về vấn đề an ninh khi tới New York. Cô ấy mặc áo chống đạn hàng ngày cho đến khi tới tòa án. Theo luật sư Brewster, khi Daniel tới New York để làm chứng trong phiên tòa xử cáo buộc cựu tổng thống Trump làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng cô, cô đã khóc tới mất ngủ. Cô Daniel trước đó từng chia sẻ trong một bộ phim tài liệu rằng cô đã nhận khoản tiền vì lo sợ cho tính mạng. Khi ra làm chứng trong các phiên xử, Daniels đã cung cấp lời khai chi tiết về mối quan hệ tình ái của cô với ông Trump từ năm 2006. Cô sau đó được cho là đã nhận 130.000 Mỹ Kim từ luật sư Michael Cohen của ông Trump để giữ im lặng về câu chuyện này khi ông Trump ra tranh cử năm 2016. Cựu Tổng thống Trump phủ nhận chuyện ngoại tình với Daniels. Luật sư Susan Nicholas Thành viên nhóm pháp lý của ông Trump chỉ trích Daniels là nhân chứng không đáng tin cậy và cáo buộc ngôi cô đào này kiếm tiền bằng tin đồn ngoại tình với cựu tổng thống. Phát biểu sau khi cô Daniel ra làm chứng, cựu tổng thống Trump gọi đây là nỗi ô nhục. Do bị thẩm phán áp lệnh cấm phát ngôn, ông Trump không bình luận trực tiếp về những lời khai của cô Daniels. Theo đài CNN, Angela Alsobrooks giành được đề cử của Đảng Dân Chủ tại Maryland để vào Thượng viện, tiếp thêm sức mạnh cho khả năng làm nên lịch sử trong cuộc tổng tuyển cử khốc liệt nhắm vào quyền kiểm soát Thượng viện trong năm tới. Chiến thắng của người điều hành quận hạt Prince George là một thất bại nặng nề của dân biểu David Tron, người từng nắm quyền trong ba nhiệm kỳ cho chiến dịch tranh cử của chính mình vay ít nhất là 61 triệu Mỹ Kim, phá kỷ lục tài trợ trong một chiến dịch tranh cử sơ bộ ở Thượng viện. Với việc Đảng Cộng Hòa sẵn sàng lật đổ một ghế Thượng viện ở tại tiểu bang West Virginia, họ chỉ cần dành thêm một hoặc là hai ghế nữa, tùy thuộc vào ai giành được tòa bạch ốc để bảo đảm thế đa số. Phó tổng thống Harris là người phụ nữ da đen thứ hai được bầu vào thượng viện đã gửi lời chúc mừng Also Brooks vì giành chiến thắng trong cuộc đua lịch sử đầy cam go. Bà Harris cho biết, tôi tự tin mà nói rằng tháng 11 tới đây chúng ta sẽ gọi bà là thượng nghị sĩ Also Brooks. Bên cạnh việc tán tụng thành tích của Also Brooks ở tại quận hạt Prince George. Also Brooks và các đồng minh cũng chỉ ra hồ sơ của bà để chứng minh rằng bà là ứng cử viên tổng tuyển cử tốt nhất. Walmart cho hàng trăm nhân viên nghỉ việc gom một số về trụ sở chính. Hôm 15 tháng 5, Walmart loan báo cho hàng trăm người tại các văn phòng của đại công ty bán lẻ nghỉ việc Walmart cho biết sẽ yêu cầu các công nhân và nhân viên làm việc tại các văn phòng ở xa như Dallas, Atlanta và Toronto phải chuyển tới trụ sở chính tại Bentonville, Arkansas, Hoboken, New Jersey và vùng vịnh San Francisco. Tin tức này được truyền đạt thông qua một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên Walmart do hãng tin AP thu được, cho biết việc dời nhân viên về trụ sở chính sẽ bảo đảm cho mục tiêu giúp nhân viên gặp gỡ thường xuyên hơn. Bản ghi nhớ cũng lưu ý rằng việc gặp mặt trực tiếp giúp nhân viên giỏi hơn, cũng như giúp nhân viên hợp tác, đổi mới và tiến bộ nhanh hơn nữa. Bản ghi nhớ không đưa ra lý do cho thôi việc ngoài chuyện nêu rõ rằng có những thay đổi của một số bộ phận trong hoạt động kinh doanh của Walmart dẫn tới việc mất việc làm. Phát ngôn viên Walmart không lập tức trả lời các câu hỏi liên quan tới lý do cho thôi việc và vì sao Walmart lại cố gắng dời các nhân viên tại văn phòng khác qua Arkansas, New Jersey và California. Bộ Ngoại giao trình lên Quốc hội gói viện trợ vũ khí cho Do Thái trị giá là 1 tỷ Mỹ Kim. Ngày hôm qua, một giới chức tiết lộ, Bộ Ngoại giao đã trình Quốc hội một gói viện trợ vũ khí cho Do Thái trị giá là 1 tỷ Mỹ Kim. Gói vũ khí mới nhất bao gồm có đạn xe tăng, súng cối và xe chiến thuật bọc thép. Tuần trước, Tổng thống Biden thông báo hoãn việc chuyển hàng cho Do Thái, trong đó gồm có nhiều bom có sức công phá lớn, vì lo ngại rằng những vũ khí này có thể được sử dụng trong một cuộc tấn công lớn vào thành phố Rafah. Tổng thống Biden đã kêu gọi Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, không tiến hành chiến dịch trên bộ vào Rafah mà không có biện pháp để bảo vệ dân thường. Trong bối cảnh là cuộc xung đột kéo dài đã hơn 7 tháng qua, tàn phá giải đất ven địa trung hải này. Theo quy định của Mỹ, các chủ tịch và các thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hạ viện xem xét các giao dịch vũ khí lớn với nước ngoài. Phi cơ Delta bốc cháy ở Seattle, hành khách nháo nhào di tản. Phi cơ hãng Delta Airlines bốc cháy sau khi đáp xuống phi trường quốc tế Seattle Tacoma ở SeaTac, Washington, khiến hành khách nháo nhào di tản, theo đài truyền hình địa phương Como News, London. Giới chức sân bay cho hay, chiếc Airbus A321 neo từ Cancun, Mexico vừa đáp xuống phi trường Seattle thì 189 hành khách được lệnh di tản bằng cầu trượt khẩn cấp do phần mũi phi cơ bị cháy. Sợi dây điện chiếc phi cơ này cắm vào sau khi đáp sẹt lửa gây ra đám cháy. Video từ camera an ninh cho thấy lửa bùng lên rất nhanh ở đầu phi cơ và khói đen bốc lên. Sau đó cửa phi cơ mở và hành khách đổ xô ra ngoài. Có người bước đi trên cánh phi cơ để tới cầu thang xuống đất. Sau đó lính cứu hỏa và nhân viên cấp cứu tập trung quanh đầu phi cơ. Văn ngôn viên Delta gửi thông báo tới đài Fox Business cho biết, khi xuống phi cơ, phi hành đoàn chuyến bay 604 từ Cancun đi Seattle thấy khói ở phần mũi phi cơ sau khi cắm vào dây điện dưới đất. Toàn bộ hành khách được di tản và chiếc phi cơ tạm thời ngưng hoạt động để kiểm tra và bảo trì.